Chúng ta vừa được chứng kiến vài giây ngắn ngủi về một giây phút rất là tống kim, rất là ác liệt tại server công thành 9.us, một server dành cho người đi làm. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến một cao thủ đường môn nữa, một set đồ rất là kinh khủng luôn. Đó là cao thủ Lãnh Thanh Thu, BK đang xếp hạng thứ 7 tống kim vào tống kim 21 giờ ngày hôm nay. Hiện tại tống kim 21 giờ là một IP chỉ được 2 ạc, và ngày hôm nay là một bên là 127 ạc nha mọi người nha. Thì anh em nào muốn tham gia tại server này thì anh em truy cập trang web là công thành 9.us để tải game, hoặc là tham gia nhóm Facebook dưới đây để chúng ta được tham gia những trận tống kim rất là đông, một bên rất là đông người. Top 1 ngày hôm nay là đường môn cứu cung xe tự lái, top 2 là cái băng bóng sò, 3 là Nga Mi, 4 là cung lôn, 6 là ngũ độc, 7 là đường môn, 8 là đường môn, 9 tỷ Vina thì không rõ, 10 là Thúy In, nhưng mà người hình như 9 cũng là Thúy In luôn đó. Và ngày hôm nay là mình sẽ tiếp tục lên cho anh em một cầu thủ đường môn, một set đồ mà anh em giờ cũng hết hồn luôn. Mang trên người là 2, 4, 6, 8 món vàng, 8 món vàng, 2 món xanh, đi ngựa một buôn tiêu. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đến với cây vũ khí Thiên Quang Hoa Vũ Mạng Thiên, 37 tâm nhãn cộng 2, sát thương 52, sát thương 124%, rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Tiếp đến là cái dây chuyền Thiên Quang, thắng tất cả 21, phòng thủ lý 24, rất là đẹp. Rồi đến cái đai lưng Thiên Quang, như vậy là ba món Thiên Quang rồi. Thời gian làm chậm, kỹ năng cộng 2, phòng thủ vật lý, tấn công chí mạng 4. Rồi giày hiếm của Thiên Quang đây, hạn chế thời gian tạo thành sát thương có thời gian hoạt động cộng 8, kháng hỏa 30, tốc độ 59, tốc độ 60 thì quá đẹp. Bầu hoa 3 cấp, Thiên La Địa Võng 2, quá tuyệt vời luôn, khỏi gì phải chê luôn. Rồi bao tay 3, thời gian làm chậm, phòng thủ vật lý, Thiên La Địa Võng quá kinh khủng. Thiên Quang cộng 1 cấp, như vậy đây cộng 3 cấp, đây là 3 là 6, đây 3 nữa là 9 kêu bảo vụ Lê Hoa, quá kinh khủng luôn, quá ghê gớm luôn mọi người ạ. Ôi giời ơi luôn. Rồi cái áo giá sa bào đẹp trai, mắc binh, sinh lực 180, sinh khí có 4 mà thôi. Rồi cái nón đẹp trai luôn, sinh lực 154, 25, 20, 40, quá kinh khủng luôn mọi người, quá kinh khủng luôn. Rồi, anh em có nhận xét gì về cao thủ này mọi người? Top 7 tống kim. Bữa ngày hôm qua thì mình đã review cao thủ Dương Ngọc rồi. Ngày hôm nay tiếp tục đến cao thủ đường môn này nha mọi người nha. Mai mốt mình sẽ review top 1 kiểu cung cho anh em xem nữa nè. Và cao thủ ngũ độc nữa cho anh em xem nè. Rất là kinh khủng. Anh em nào thích trải nghiệm những trận tống kim, BK săn bốt các kiểu, không áp lực thời gian hoạt động, thì anh em truy cập vào trang web là công thành 9.us để tải game, hoặc là tham gia nhóm facebook.com dưới đây nhé mọi người nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video review tiếp theo. Rồi anh em nhớ tặng like cho mình và nhớ đăng ký kênh của mình để đón theo dõi những trận BK cũng như là những set đồ kinh khủng của Võ Lâm mà anh em chưa tận mắt chứng kiến năm xưa, thì năm nay chúng ta có thể xem lại tại kênh của mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye anh em.